Alo à, à, chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại buổi nhận định thị trường cùng với Finasat Thì à, vào tối thứ ba hàng tuần, Phát sẽ cùng à, với các anh chị mình cùng nhau Mình điểm qua những cái thông tin, những cái sự kiện chú ý trong tuần này Và cùng đưa ra những cái uh, update review về những cái danh mục cổ phiếu cũng như là cũng sẽ lập ra tìm ra những cái cổ phiếu đang có cái dòng tiền mạnh trong uh, trong ngắn hạn ở thời điểm hiện tại và từ đó mình sẽ tìm uh, tìm kiếm những cái cơ hội mình có thể giao dịch trading ở thời điểm hiện tại đầu tiên thì uh, nói về những cái thông tin những cái sự kiện chung ý trong tuần này thì uh, nhìn từ chúng ta nhìn từ bức tranh thế giới thì thế giới tuần qua thì cũng không có có nhiều những cái sự kiện uh, chú ý thì chỉ số uh, chứng khoán Mỹ Dow Jones chỉ số Dow Jones thì vẫn đang trong vùng xa quay thôi uh, và cái bức tranh xa quay này vẫn còn tiếp diễn khi mà mà lãi suất thì vẫn đang gọi là có thể sẽ đạt đỉnh nhưng mà cũng có chưa có những cái dấu hiệu gì rõ ràng là là sẽ trong những cái gì sắp tới thì trước mắt là kỳ vọng nhà đầu tư đang kỳ vọng là những lần tích tiếp tích heo thì lãi suất sẽ không còn tăng nữa và và sẽ dần kỳ vọng là sẽ dần hạ nhiệt sau sau quý 3 thì đó là là bối cảnh thị trường chung Chuyên nhiên chưa có gì rõ ràng cho nên là dòng tiền cũng có chưa có sự vào tham gia vào thị trường mạnh mẽ và xu hướng xe quay vẫn tiếp tục ở thị trường chứng khoán Mỹ và cái trạng thái dần co cái biên dao động lớn thì đang dần co từ 32.000 khoảng 32.600 đến 34.300 thì đó là vùng dần co thì ở quanh trong ngắn hạn thì trong ba phiên gần nhất thì đã có hơn hai là có hai phiên là là đang có tạo nến rút chân rồi đó, và và phiên hôm nay thì cũng là tạo hiện tại thì cũng đang có một nến rút chân ngắn hạn và nhìn chung thì mặt bằng thanh khoản khá thấp cho nên là giao dịch thì cũng sẽ biến động dần 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 qua đây và có thể sẽ hồi phục trong ngày phiên tới nhưng mà vượt thì vẫn chưa có gì để mà khiến cho chỉ số Dow Jones có thể vượt cản và tăng mạnh trong thời gian tới đó là xu hướng chung Ừ, của chứng khoán của chứng khoán Mỹ. Rồi về giá dầu thì một số những cái thông tin liên quan đến cái việc là là cháy rừng ở Canada đó, có ảnh hưởng đến cái nguồn cung dầu thì nó cũng tác động tích cực ngắn hạn. Tuy nhiên đó là à, yếu tố mà mà nhà đầu tư kỳ vọng là nhu cầu kinh tế hồi phục và nhu cầu sử dụng năng lượng hồi phục à, kèm theo những cái 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 việc cắt giảm sản lượng của OPEC bắt đầu tháng năm á, OPEC và đồng minh trong tháng năm thì mới tạo một cái huyết cho giá dầu tăng. Còn hiện tại thì vẫn là sẽ là trạng thái giằng co chủ yếu và, và và kỳ vọng thì những cái 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 triển vọng kinh tế sắp tới sẽ sáng hơn thì nhẹ giá dầu mới có những cái sự tăng mà nhẹ hơn. Thì đó là 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 liên quan đến cái cái biến động liên quan đến cái xu hướng giá dầu À, trong nước thì à, hôm nay thì à, cũng không có nhiều chú ý thì chú ý nhất trong hôm nay thì cũng liên quan đến cái việc là là về phê duyệt thủ tướng chính phủ cũng phê duyệt cái cái dự án à, chính thức phê duyệt cái cái dự án quy hoạch điện điện tám thì cũng sẽ cực đến những cái cổ phiếu triển vọng thuộc cổ phiếu ngành điện. Thì trong nhóm này á thì ở giai đoạn mà cổ phiếu mà giai đoạn đầu hưởng lợi là có 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 những cổ phiếu như là TV2, BC1 hay là Power thì đó là những BB Power, Power sẽ là những cổ phiếu hưởng lợi trong giai đoạn đầu. Thì đó là là những cái thông tin cực cho nhóm nhóm ngành điện. Còn về thông tin trong nước á, thì cái xu hướng á, thì hiện tại hôm nay thì mọi người đọc rất nhiều liên quan đến cái hãi suất huy động nè và và những cái thông tin là bơm trả tiền ngược lại vào hệ thống ngân hàng thì nó sẽ giúp cái thanh khoản của hệ thống ngân hàng cũng dồi dào hơn và và hạ lãi suất huy động á, thì hiện tại cái việc hạ lãi, việc bơm trả lại thanh tiền vào hệ thống ngân hàng thì giúp hệ thống ngân hàng sẽ dồi dào hơn về thanh thanh khoản của hệ thống ngân hàng còn hạ lãi suất thì cũng đây là một yếu tố mà dễ giúp doanh nghiệp gọi là khuyến khích khi xu hướng chung là khuyến khích không khuyến khích là dòng nhà đầu tư tiết kiệm nữa mà và thông tin này thì khuyến khích là dòng tiền nó sẽ dịch chuyển và quay trở lại sản xuất kinh doanh và và lãi suất thấp thì nhà đầu tư sẽ hạn chế giảm tiết kiệm mà chuyển sang các kênh như là, là tiêu dùng nhiều hơn hoặc là là, là là đầu tư nhiều hơn thì đó là là cái chính sách và xu hướng sắp tới thì vẫn sẽ còn những cái đợt đợt hạ lãi suất trong thời gian tới cái đợt này thì cũng giảm sức nhẹ chỉ không không chấm ba phần trăm thôi Ừ, thì nhìn chung thì những cái thông tin này nhìn cơ bản thì cũng tốt nhưng mà nó thật sự chưa có gì gọi là quá tốt để mà 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 giúp thị trường có những cái gọi là động thái tăng mạnh mẽ trong thời gian tới còn liên quan đến thứ năm tuần này thì cũng cũng liên quan đến cái đáo hạn đáo hạn hợp đồng tương lai thì, thì trong những ngày này thì những cổ phiếu mà thuộc nhóm trụ như là những ngày vừa qua như là cổ phiếu dòng Vin hay là một số cổ phiếu vốn hóa lớn thì cũng sẽ có những cái biến động mạnh mẽ trong ngày vừa qua thì nói chung là ảnh hưởng đến chỉ số là nhiều chứ không tác động đến chỉ số chứ không ảnh hưởng nhìn chung thì cũng 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 không có nhiều cái biến động và thường thì đến những ngày này thì nhà tư thận trọng thôi và và cẩn thận với một số cổ phiếu mà vốn hóa lớn thì đó là, là xu hướng về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Còn về thị trường chung á thì hiện tại á, thì cũng bắt đầu là dần co à, xu hướng thị trường á. này chúng ta sẽ xem về xu hướng của index thì ở chặt tuần á, ta sẽ cùng xem qua. Từng vừa rồi á là một tuần mà đóng cửa tích cực của VNDES Thứ nhất là ở đây cho thấy là vừa cải thiện về thanh khoản nè, à, lực mua lên cũng tốt nè tạo một cái nến robozu um, một cái nến xanh xanh mạnh mà vượt qua hai đường trung bình đó là EMA 10 và EMA 20 luôn thì đó là một cái tuần rồi là một cái tuần giao dịch tích cực RSI cũng có sự tăng tăng nhẹ nhưng mà hiện tại RSI chỉ quanh mức là ở chỗ thì tuần chỉ quanh mức 50 thôi tức là mà ở đây mua bán vẫn còn tương đối là cân bằng khi nào lên từ 70 60 70 trở lên thì nó mua bán mua nó mà nó nó mới bắt đầu nó mạnh hơn nó từ 60 trở lên đó, thường thì rớt từ 60 trở lên thì bạn mua nó sẽ mạnh hơn và thường thì dùng rớt ai thì kết hợp với với cái cái trendline nè thì ta thấy là ở thời điểm hiện tại thì cũng có những cái cái tín hiệu bắt đầu dần khởi sắc nhưng mà khởi sắc hoàn toàn thì vẫn chưa ở ở trên đồ thị tuần đó, khi mà ít nhất thì cũng phải vượt được cái mốc là 1080 thì mới 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 có thể tạo cái đà tăng mạnh. Trên đồ hiện ngày cũng thấy điều tương tự ha. Thì ở video tuần trước thì mình cũng có dự báo về cái việc là là thị trường đã có tạo cái đá hai và bắt đầu hồi phục. Thì đến hiện tại thì cũng đã từng trong từng một thời gian vừa qua thì có những cái động thái hồi phục tích cực. Thì đó là những cái chuyển biến đúng như kỳ vọng trong trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên đến đây thì cái vùng cản trên đây lại gặp cái vùng cản là quanh 1080 đó, và thông tin thì nhìn cơ bản thông tin cũng không có gì gọi là là quá tích cực để mà đủ cái động lực khiến nhà đầu tư chấp nhận tham gia mua từ khi gặp kháng cự này chấp nhận mua ở giá cao và rồi chấp nhận đẩy giá lên thì hiện tại vẫn chưa có gì gọi là quá thuyết phục để mà 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 đẩy cái giá giá chung của cổ phiếu và thị trường chỉ số chung của thị trường tăng điểm thì cái đó thì đó là một cái mà mà khiến cho thị trường sẽ còn cái sự dặn co quanh vùng này đó. và nếu mà để vượt á, thì mình kỳ vọng nhiều hơn vào những cái thông tin liên quan đến hạ lãi suất trong thời gian tới hoặc là giải quyết những cái vấn đề triệt để hơn vấn đề liên quan đến những cái doanh, doanh nghiệp bất động sản thoát khỏi cái cái Nói chung là những nhiều cái biện pháp kinh tế mà giúp cho thị trường cải thiện một cái tín hiệu gì đó nó rõ ràng hơn số liệu vĩ mô gọi là tác động tích cực hơn ví dụ như là là BMI thì tăng trở lại hay là một số cái cái cái, cái liên quan đến những cái số như là chỉ số Bmi tăng trở lại hay là là bất động sản thì thanh toán giải quyết được những vấn đề về 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 nợ trái phiếu vân vân thì hoặc là thả lãi suất trong thời gian tới thì kết hợp nhiều phương pháp thì thị trường nó sẽ có những dòng tiền mạnh hơn và nhà đầu tư tin tưởng về về cái việc là à, là kinh tế sẽ dần hồi phục còn hiện tại thì chưa có yếu tố thì chỉ vẫn là yếu tố kỳ vọng và khi kỳ vọng thì mang tính chất ngắn hạn nên nhà đầu tư cũng chưa có thật sự là gọi là nắm giữ sẵn sàng nắm giữ lâu dài khi mà vẫn là nghiêng hướng về đầu tư ngắn hạn là là chủ yếu trong giai đoạn này thì đó là bức tranh ngắn hạn hiện tại. Thì dự báo của mình về xu hướng thì sẽ có những cái sự dàn co sẽ còn tiếp diễn và trong tuần này thì rất khó để vượt 1080. mươi và dự kiến thì sẽ dàn co quanh vùng này và duy trì quanh EMA10 hai 20 cứ dàn co từ 1050 mới 1080 cứ dàn co lên xuống xuống trong tuần này và khó vượt qua 1080 thì nói chung là tuần này dự kiến sẽ là một tuần sao kém sôi động của thị trường. À, tiếp theo thì uh, giao dịch về những cổ phiếu thì mình cũng mục một á, thì mình sẽ chia nhóm ngắn hạn và nhóm nhóm cổ phiếu mà liên quan đến đến đầu tư cho trung hạn thì uh, nhóm nói về cụ thể nói về những nhóm cổ phiếu trung hạn như là đầu tư công á, này cũng à, mình vẫn duy trì ha, tích cực với những cổ phiếu đầu tư công trong trong ngắn hạn thì trong cái room tư vấn và hỗ trợ anh chị nhà đầu tư thì mình cũng có nghĩa là mình tham gia đầu tư công trở lại thì đoạn vừa rồi thì những cổ phiếu như lycurgy nè cũng đã có những cái dòng tiền tham gia trở lại và hồi phục trong tuần vừa qua nè. À, kẻ S&P thì cũng đang có những cái cái sự hồi phục trở lại. thì trong thời gian tới thì đầu tư công và công quý 3 quý 2 quý hai, quý ba thì đầu tư công mình có thể giải ngân trở lại và nhóm này là động lực tăng trưởng chính cho năm 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 nay. cho nên là cơ bản thì mình vẫn là những cái khoản này thì mình vẫn giao dịch cho những cái mục tiêu trung hạn còn trong ngắn hạn thì những cổ phiếu như là chứng khoán ngân hàng thì mình cũng có cập nhật là chúc lời tạm thời chúc lời ngắn hạn khi gặp cái 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 vùng cản của thị trường À, một số cổ phiếu mà mình có chú ý trong thời gian vừa qua như là Vĩnh Hoàng á, thì đang xu hướng yếu thì uh, canh nhắc hiện tại á, mình tạm thời là mình mình uh, theo dõi lại khi số liệu tháng tư không không tích cực lắm thì tạm thời mình có thể hạ tỷ trọng hoặc là đóng tỷ trọng ở này à, những mã như FPT thì vẫn còn giữ được hỗ trợ mình có thể giữ nha. à, gạo gạo cũng tương đối yếu nhưng mà gạo thì giá gạo đang tăng thì cơ bản thì vẫn giữ được đối với những cổ phiếu này À, đó là về cái danh mục uh, mà cổ phiếu mà mình theo dõi trong thời gian vừa qua, nói chung cũng uh, những cổ phiếu uh, nhìn chung là cũng theo thì xu hướng thị trường thôi, cũng chưa có nhiều cái 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 uh, uh, biến động tích cực lắm. Uh, còn đây là danh sách những cái cổ phiếu mà mình mình uh, lọc ngày hôm nay theo cái cái uh, tiêu chí về kỹ thuật, chỉ thuần về kỹ thuật và chứ là gì đọc theo dòng tiền kỹ thuật và có lựa ra một số mã có có nền tảng cơ bản tốt để mà mà giới thiệu đến anh chị nhà đầu tư nhà tham gia à, đầu tiên đó là FPT thì có những cái thông tin liên quan đến à, tăng trưởng tích cực trong thời gian qua thì FPT chính thức là hai phiên đầu tuần này đã xác nhận là thoát khỏi cái trên giảm rồi cho nên đây là một cái cổ phiếu mà mọi người sau một cái giờ hút lũy và bứt phá như thế này thì cổ phiếu này mình có thể theo dõi và chú ý trong thời gian tới à, có thể chờ cái lắp ráp mà mình tham gia mình, mình thiết lập vị thế à, mua quanh vùng 80 mình có thể giải ngân và kỳ vọng mục tiêu của mình mình sẽ là về quanh cái mốc là là khoảng 84 85 đó là lại biên giấy giao dịch ngắn hạn rồi à, BVS BVS hôm nay diễn biến cũng tương đối là tích cực và có một điểm mà chú ý ở đây đó là là thoát khỏi cái nhịp chỉnh này ha thì trước mắt BVS sẽ có thể tiến về cái mốc cản quanh 28 năm và xa hơn thì nó sẽ đưa về có thể về quanh 32 thì uh, có thể mai đâu đó sẽ chỉnh quanh 26, sáu năm rồi mình có thể mình giải ngân thiết lập vị thế cây hôm nay xác nhận dòng tiền, tiền vào RSI thì cũng thoát khỏi trên giảm nè, nhìn chung là BVS vẫn là một cổ phiếu có thể sẽ có thể giao dịch trong trong những ngày tiếp theo. Đó, và thứ ba đó là mã Vietcombank. Vietcombank á thì đây nó là những cổ phiếu mà đang có những cái động lượng rất là tốt trong ngắn hạn ha, cũng thoát khỏi một nhịp điều chỉnh này ha và bắt đầu có xu hướng tăng trở lại rồi. Đó, và nếu mà có thể về vùng này có thể thiết lập giải ngân với Vietcombank kỳ vọng thì mục tiêu thì trước mắt là đánh giao dịch ngắn hạn thì về sẽ vùng đỉnh cũ là quanh 96 giao dịch trong cái biên biên ngắn hạn thôi t cộng thôi đó. đó là một số cái cổ phiếu mà mình đang hướng đến mọi người là giao dịch cứ là mọi người có thể tham khảo và giao dịch trong t cộng đối với những cổ phiếu này còn danh một thì à, dài hạn thì xa hơn thì và và nhìn nhìn đường dài hơn thì mình vẫn à, về cổ phiếu thường hưởng lợi theo chu kỳ ngành như là gạo, đường và là một số cái cổ phiếu như là đầu tư công thì vẫn đang có thể mua và nắm giữ còn chứng khoán ngân hàng thì mình chờ nhịp chỉnh à, sau thì mình sẽ tham gia diễn ngân rồi thì à, tổng kết lại thì chúng ta sẽ có những cái nội dung gì chú ý thì nói về thị trường á thì thị trường hiện tại khi mình đánh giá là vẫn chưa có đủ sức bây giờ là dòng tiền và thông gọi là là những cái dòng tiền hay thông tin gì quá tích cực nào, tạo một cái cú hít để mà giúp thị trường um, có thể vượt 1080 trong uh, tuần này um, thì đó là về thị trường còn cái thứ hai á, là về với một cổ phiếu thì um, những cái khoản đầu tư như đầu tư công đường gạo thì mình có thể mình thiết lập vị thế trong gọi là trong dài hạn hơn còn trong giao dịch trong tây cộng thì mình cũng có giới thiệu đề xuất với anh chị ba um, mã cổ phiếu đó là fpt BVS và vietcombank để có thể có nền tảng cơ bản và dòng tiền tốt trong ngắn hạn thì mình có thể trading ngắn hạn với ba cổ phiếu này rồi, thì đến đây thì cái buổi chia sẻ và nhận định thị trường của mình cũng xin phép là là kết thúc. Trước khi nói lời tạm biệt các anh chị các bạn thì mình cũng xin ít phút giới thiệu là mình cũng có room tư vấn và cập nhật anh chị nhà đầu tư những cái cổ phiếu hoặc là những cái danh mục mà mình quan tâm cũng như là thông tin tức thị trường hàng ngày thì nếu anh chị mình có 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 quan tâm và muốn tham gia cái room tư vấn thì mình có thể vào trang finasac.vn À, chọn một quán trị và đăng ký để lại thông tin cá nhân của mình bên dưới và chọn à, chuyên gia là Phát Lê thì và gửi thông tin thì sau đó sẽ có đội ngũ Vinash sẽ liên hệ hỗ trợ anh chị vào các room tư vấn. Rồi. À, đến đây thì à, video nhận định thị trường của mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.